Hội báo toàn quốc năm 2024 với chủ đề Báo chí Việt Nam tiên phong đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân sẽ là một điểm nhấn về tính chuyên nghiệp hiện đại của báo chí, thể hiện rõ chất lượng quy mô của các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động triển lãm trưng bày cũng như các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Hội báo toàn quốc năm nay tổ chức trên tuyến đường Lê Lợi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ gần 300 cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với một khu vực trưng bày về lịch sử báo chí Việt Nam, 8 gian trưng bày đặc biệt của Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Hội báo chí Quân đội, Hội báo chí Công an, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, 112 gian trưng bày báo chí đặc sắc của những tờ báo tạp chí từ phổ biến đến chuyên ngành, bao trùm các mặt đời sống kinh tế chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại. Đặc biệt là sự góp mặt của 64 gian hàng sản phẩm OCOP đến từ 50 tỉnh thành, cho thấy sức hút và vai trò của truyền thông báo chí trong thúc đẩy kinh tế khu vực.